Sáng ngày 6 tháng 8 năm 2021, tại bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh, 72 người dân Hậu Giang đầu tiên, gồm người cao tuổi, người có bệnh, người nghèo và cận nghèo về lại quê nhà tránh dịch trên những chuyến xe màu cam của Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang, Futa Bus Lines. Nguyễn Văn Lan, thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này do các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang và thành phố Hồ Chí Minh phối hợp triển khai và Phương Trang cung cấp các chuyến xe miễn phí. Cũng vất vả mà không có, mà người ta được tiền, không có tiền giờ cũng phải xin về quê, cũng đỡ cho mình được về quê, mình cũng mừng, hỗ trợ cho mình vừa được về quê chống dịch. Đi lên đây làm hồ tháng mấy nay thất nghiệp ở không có làm gì được đâu, giờ được về quê thì cũng cảm xúc cũng mừng. Vì ở nhà có bà xã đăng ký và điện đăng ký dưới quê đó, lên đây mới báo cho hay, lên đây mới đi xét nghiệm để về quê. Đêm được chiếc đi về thì cũng rất mừng, cũng không lo lắng gì, về được tới quê nhà thì cũng rất mừng. Vì quá trình mà đón bà con á thì cũng thực hiện là nghiêm cái chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh, là thứ nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bà con, cái thứ hai là đảm bảo cái công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh. Và khi bà con về đến địa phương á, thì sẽ tiến hành là cách ly tập trung trong thời gian là 14 ngày. Trong khi đó, 171 người dân Long An đang tạm trú, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lên 8 chuyến xe trở về quê. Đây là hoạt động theo kế hoạch hỗ trợ tiếp nhận người dân bị ảnh hưởng của Covid-19 trở về từ thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An ban hành trước đó. Toàn bộ số hành khách này đã đăng ký trở về thông qua ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh Long An tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh Long An đã phối hợp với các sở ban ngành thành phố Hồ Chí Minh có mặt trong sáng ngày 6 tháng 8 để tổ chức cho các chuyến xe lăn bánh quy củ thành công. Từ bến xe miền Tây, 171 bà con sẽ được lên xe do phía Long An tổ chức đưa về cách ly tập trung tại một điểm cách ly thuộc huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, giám sát y tế trước khi trở về quê nhà. Ngoài xét nghiệm âm tính Covid-19, người dân có xe máy còn được ban tổ chức bố trí chuyển lên 2 xe tải trở về tận địa phương.